Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về hàng rào dài nhất thế giới. Hàng rào này dài đến mức để mà đi bộ thì mất cả nửa năm. Nó cũng dài gấp đôi khoảng cách từ Hà Nội tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Hàng rào này không được xây dựng để chống những tên trộm. Nó cũng không được xây dựng để bảo vệ một công trình nào đó, mà nó xuất hiện với một mục đích cực kỳ đặc biệt, để tránh sự tấn công của những chú chó. Chúng ta đang nói đến một hàng rào tại Australia. Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay, chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Trên bản đồ của Australia, hay thân thuộc hơn vẫn gọi là nước Úc, ngoài những đường kẻ ngang, kẻ dọc đánh giới ranh giới giữa các tiểu bang, còn có một đường vẽ cắt chéo một phần của đất nước. Đó là một công trình đặc biệt được xây dựng qua nhiều chục năm, và hàng rào này cắt qua một phần tương đối sâu ở trong lục địa. Nhưng người Úc thì vốn không sinh sống nhiều ở phần này, bởi nơi này chỉ có nắng, có cát, có sa mạc. Họ tập trung ở các khu đô thị ven biển. Nhưng tại sao vẫn cần xây dựng hàng rào như vậy? Đây chính là câu trả lời. Những chú chó dingo, tại sao lại phải xây dựng hàng rào này để cách ly những chú chó khỏi đời sống của con người? Thì câu trả lời đơn giản là chúng chính là kẻ thù đầy khó chịu của những người nông dân, là sát thủ của bầy gia súc. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ nói ở phần sau của video. Và bật mí một chút, nó cũng có đôi chút liên quan với Việt Nam chúng ta. Thường hàng rào là thứ không phải quá dài, không phải quá tốn kém, bao quanh một khu vực nhất định, một khu vực cụ thể nào đó, và có thể được xây dựng xong trong một vài ngày, dài thì một vài tháng. Nhưng với người Úc, hàng rào dingo là một công trình hoàn toàn khác. Hàng rào này trải dài hơn 5.600 km, từ thị trấn Jimbua, Queensland, tới tận bờ biển phía tây nam của nước Úc. Đến năm 1980, thậm chí công trình này còn dài hơn bây giờ. Nó dài tới 8.614 km, nhưng ngày nay chỉ còn được rút ngắn xuống con số chính xác là 5.614 km. Nếu muốn đi bộ dọc hàng rào này thì bạn phải mất đến 6 tháng mới đi hết chiều dài của nó. Nó không khác gì một vạn lý trường thành của nước Úc, nhưng mục đích thì rất khác. Và hàng rào này thì gắn liền với lịch sử của quốc gia. Từ những năm 1860, nhiều con tàu từ Anh đã tới Úc để tạo ra những khu định cư và đem theo thỏ làm thức ăn. Nhưng mà lũ thỏ đã sinh sôi tới mức không loài động vật ăn thịt nào có thể địch lại. Hàng trăm triệu con thỏ lan rộng khắp nước Úc, phá hoại toàn bộ mùa màng của người dân. Chính quyền lúc này mới quyết định dựng một hàng rào bằng lưới thép dài 1.333 km để ngăn chặn sự bùng nổ của loài thỏ. Đây chính là phiên bản nguyên sơ đầu tiên của hàng rào dingo. Tuy nhiên, công trình này đã nhanh chóng bị chìm và quên lãng, bị xếp xó bởi vì nó không thể kiểm soát lũ thỏ, mà lại hiệu quả với lợn, với kangaroo và với cừu. Lúc bấy giờ thì tưởng như công trình này đã bị chỉ trích rất nhiều, thì một vấn đề khác lại nổi lên cứu lấy công trình theo một cách mà không ai mong muốn. Đó là những bầy chó hoang, dingo đã hoành hành. Chúng ăn thịt hàng triệu con cừu mỗi năm. Đến đầu những năm 1900, nước Úc đã cho tu sửa hệ thống hàng rào này để kiểm soát chó hoang. Và đó cũng chính là lý do mà hàng rào này mang tên hàng rào của giống chó đó, hàng rào dingo. Dự án phần nào thành công qua nhiều năm, dù đôi khi lũ chó hoang vẫn cứ phá rào để thâm nhập vào lãnh thổ của một vài bang miền nam nước Úc. Duy trì hàng rào này có tốn kém lắm không? Rõ ràng hàng rào đã thành công trong những năm qua. Mặc dù người ta đôi khi, như đã nói, vẫn có thể nhìn thấy một vài chú chó dingo ở một số bang phía nam. Ngày nay, hàng rào được hàng chục nhân viên thay phiên nhau trông coi. Mỗi năm, chính phủ Úc cũng tốn khoảng gần 1 triệu đô la Mỹ để bảo trì hàng rào dingo. Một số phần của hàng rào sẽ được chiếu sáng vào ban đêm, nhưng ở những nơi xa xôi như vậy thì lấy đâu ra điện? Câu trả lời chính là những tấm pin năng lượng mặt trời. Chúng sẽ cung cấp cho những bóng đèn cao áp. Và chiều cao của hàng rào thì cũng thay đổi qua từng đoạn. Nhưng nhìn chung, hàng rào này sẽ cao khoảng 1m8, bao gồm các hệ thống lưới thép được cố định vào các cọc gỗ. Ngoài ra thì xung quanh hàng rào có một khu vực rộng khoảng 5m ở hai bên. Nơi này thì hoàn toàn không có cây cối và thường được sử dụng cho mục đích sửa chữa, bảo trì hàng rào. Những chiếc xe ô tô sẽ di chuyển ở đây. Tại những ngã tư, những nông trại, một loạt những cổng sẽ được hình thành, sẽ được xây dựng cho phép xe cộ đi qua hàng rào. Nơi nào mà hàng rào giao cắt với những con đường lớn và đường cao tốc thì người ta cũng sử dụng những biện pháp khác nhau để giúp cho người thì vẫn đi được, còn chó thì vẫn không thể qua được. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và những tranh cãi cũng xuất hiện xung quanh hàng rào này.
Mặc dù hàng rào này đã giúp giảm bớt sự mất mát của những chú cừu đối với những kẻ săn mồi, đó là những chú chó, và tiết kiệm hàng triệu đô la mỗi năm, nhưng tác động của nó đối với môi trường thì đang được tranh luận sôi nổi tại nước Úc. Về cơ bản thì nó đã tạo ra hai vũ trụ sinh thái khác nhau. Một vũ trụ có chó dingo và một vũ trụ, tất nhiên rồi, không có. Hàng rào được chia thành hai bên. Một bên ít chó hoang hơn, có thỏ, kangaroo và các loài gặm nhấm sinh sôi mạnh. Thảm thực vật cũng bị biến đổi do không còn đủ cỏ cho tất cả các loài để chén. Trong khi đó, phần lãnh thổ có đàn chó hoang sinh sống thì lại màu mỡ hơn, nhiều cây cối hơn. Vậy cụ thể, giống chó dingo này nguy hiểm như thế nào mà người ta cần phải làm hẳn hàng rào để ngăn cách chúng với đàn gia súc? Chó với nhiều người là bạn, là người bạn động vật tốt nhất của con người. Tuy nhiên, một số giống chó trên thế giới không được thuần hóa và vẫn giữ nguyên đúng bản chất động vật của mình. Và chó dingo ở Úc là giống chó như vậy. Dù có vẻ bề ngoài trông rất giống với chó nhà, nhưng chó dingo lại là một loài động vật vô cùng đặc biệt. Chúng được cho là nằm giữa chó sói và chó nhà. Đây là một loài động vật hoang dã, được mang tới châu Úc bởi những người nguyên thủy từ khoảng 4.000 năm trước. Nó có nguồn gốc từ châu Á. Người ta đã tìm thấy hộp sọ chó dingo có niên đại cách đây khoảng 5.500 năm tại Việt Nam. Và nhiều người tin rằng giống chó này chính là tổ tiên của hơn 600 giống chó hiện tại trên thế giới. Những người Anh là những người châu Âu đầu tiên đã viết về giống chó dingo khi họ đặt chân đến khu vực bây giờ là nước Úc. Chúng được những người thổ dân châu Úc nuôi dưỡng như một nguồn dự phòng quan trọng khi mà chẳng may lỡ bữa. Vậy là những thổ dân của châu Úc từ xưa đã ăn thịt chó. Ngoài ra, tiếng sủa của chó dingo cũng rất khác thường. Chúng không sủa như chó nhà mà giống tiếng sói tru hơn. Và chúng có thể dễ dàng thích nghi hơn chó sói, có thể sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ rừng, sa mạc, đồng cỏ và cao nguyên. Đây là một loài chó hoang, tất nhiên chúng thích những con vật hoang dã, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu mà được vào một trang trại gia súc nào đó, chúng dễ dàng săn hơn nhiều. Đôi khi một con chó dingo có thể giết hoặc làm bị thương hàng trăm con cừu chỉ trong một cuộc tấn công. Việc loài dingo chọn các loại gia súc làm nguồn thực phẩm đã gây ra sự thù địch giữa chúng và con người. Và chó dingo hơn bao giờ hết trở thành kẻ thù của những người dân Úc. Ở nhiều bang tại Úc, chó dingo vẫn bị coi là nguy hiểm và không được phép nuôi trong nhà. Một vài bang khác thì cho phép, nhưng với những quy định rất ngặt nghèo. Chính phủ Liên bang Úc thì xếp chó dingo vào loại thú hoang dã và cấm xuất khẩu, ngoại trừ việc xuất cho các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc là vườn bách thú. Vì vậy, chúng ta rất hiếm khi gặp chó dingo ở phạm vi ngoài châu Úc. Nhưng ở Việt Nam có một giống chó cũng mang tên dingo, đó là chó dingo Đông Dương hay còn gọi là chó lài. Đây là một trong bốn loại chó đặc biệt của Việt Nam. Bốn loại chó đặc biệt được gọi với một cái tên rất kêu, đó là tứ đại quốc khuyển. Và chó dingo tại Việt Nam thì cũng có chung tổ tiên với chó dingo ở Úc. Chó dingo Việt Nam hay còn gọi chó dingo Đông Dương rất là thông minh, nhanh nhẹn và có tính phòng thủ rất cao. Chúng còn nhiều bản tính hoang dã nhưng khi đã xác nhận được chủ thì cực kỳ trung thành. Trong điều kiện được nuôi tốt thì nó có thể sống khoảng từ 12 cho đến 15 năm. Không ai biết chính xác nguồn gốc của chó dingo Đông Dương được hình thành từ đâu. Có người thì cho rằng chó dingo Đông Dương hay chó lài chính là sự kết hợp của chó sói và chó nhà của người dân tộc Mông. Một chỗ khác thì lại quan điểm chó Tây lai với chó sói của Việt Nam và tạo ra loài chó lài này. Vì thời xưa, khi mà người Pháp sang đô hộ Việt Nam đã cho chó của họ lai với chó sói. Chó lài xuất hiện phổ biến nhất ở các vùng Trung Du, Tây Bắc, đặc biệt là ở Lào Cai và các tỉnh miền núi của nước ta. Giống chó này được nuôi để giúp người nông dân trông coi nhà cửa, chăn gia súc hay là đi rừng. Ngày xưa thì người Hơ Mông đã nuôi chúng như một giống chó săn thực thụ. Chúng sẽ vào rừng, săn bắt đủ các loại như là gà rừng, chuột núi, sóc núi, sau đó thì mang về cho chủ nhân của mình. Và đôi khi, chúng cũng được sử dụng như mồi nhử để săn những con vật lớn hơn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về hàng rào dài nhất trên thế giới. Và phần cuối thì có đôi chút liên quan đến Việt Nam. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.